could still break. Oh, it's a late goal by Lee Dong-jun. 92 and a half minutes on the clock. And lovely ball from Kim. Gets the wrong side of the defender, but how cool is that finish from Lee Dong-jun? Ujay helps it in. And side footed and into a vacant space for Dong-jun to score. Goalkeeper made the original save, but he's parried it straight to Lee Dong-jun. On the first challenge, it's broken nicely to Cho. What a strike, Cho Gwe-seng. Goal of the tournament so far. You do not stop those. He breaks them very quickly out of his feet. Gian được đại truyền hình Việt Nam tổ chức tiếp trên kênh VTV5. Nguy hiểm. Tỷ số đang mở cho các cầu thủ U23 Hàn Quốc. Hai bàn thắng của họ vào lưới của U23 Iran đều đến từ những tình huống dứt điểm từ xa. Một tình huống dứt điểm từ xa thẳng vào khung thành và một tình huống bóng bật ra và cầu thủ đá bồi trong hiệp 2, sau đó ghi bàn. Ở trận này, nguy hiểm, tỷ số là 2-1 cho các cầu thủ U23 Hàn Quốc. Một cú dứt điểm rất quyết đoán. Tìm kiếm bàn thắng thì họ lại để thủng lưới. Pha xử lý rất hay, rất nhanh và gọn gàng của tiền đạo Oh Se-hun. Thank you.